Ok. Dạ, em xin chào. Quay qua đây, qua đây, qua đây, qua đây.
Em theo bộ môn nhảy bao nhiêu năm rồi? Nếu mà tính 90 thì em theo được khoảng 6 năm. Em có theo nhóm nhạc là nhóm nhảy nào không? Em là phụ huynh viên của bước nhảy. Bước nhảy. Dạ. Em nhảy nhạc K-pop có thứ được không? Dạ cũng được, nhưng mà em không thích nhạc K-pop. Em rất thích K-pop. Dạ. Thế nhạc châu Mỹ, thế nhạc gì? Đa số nói chung là do sở thích của mình thôi, mà nhạc nào thì em cũng vẫn nghe và vẫn nhạc. Thích nhất thì vẫn là nhạc hip hop. Mình thử một bài khác nhé. Dạ ok. Em ok không? Ok. Uống nước. Em có xài TikTok không? Dạ có ạ. Tên của em là tên gì? Mẹ Thỏ. Mẹ Thỏ. Em là mẹ một con rồi. Mẹ mấy tuổi rồi? Mẹ một tuổi. Là mẹ một tuổi. Mẹ em bây giờ là em đang chăm sóc mẹ. Chồng em. Chồng có đi không? Chồng em không nổi. Em nổi. Chồng em là chồng em là chị biết không? Trời. Tim tất cả. Ba gọi nha, chị biết không? Hai vợ chồng âm mưu đi dịch. Em mang cái tinh thần gì tới cái cuộc thi này? Dạ, tư học của em là em đem giải về dằn mặt chồng em. đúng. Còn về diễn xuất thì là tại sao mà nó là cái sở thích của em? Tại vì ngày xưa em đi theo Vũ Hồng Vân, với lại em học trường VOV là học biên tập, với lại về mảng truyền hình nhiều, cho nên em thích diễn xuất, mặc dù là khả năng diễn xuất của em thì không được tốt lắm. Nó chỉ ở một cái mức là ở những cái hoàn cảnh giống như là vui nhộn hay là khùng thì tại vì nó giống bản thân em thì em sẽ dễ nhập vai hơn, còn về bi hay là chính kịch thì em không có giỏi. Cái TikTok của em bây giờ là bao nhiêu không? 55.000 kênh. 55.000. Còn là trên đấy là chắc là có cả diễn xuất có cả nhảy ha? Dạ đúng rồi. Đa số là những cái khoảnh khắc mà em cảm thấy là vui và nó giống như là nó bộc phát lên một cái ý tưởng gì đó đối với em với gia đình, chứ không có phải là làm việc thường xuyên, cho nên là
mà may là được mọi người ủng hộ. Ok, cảm ơn em đến với chương trình. Vì cái phần biểu diễn xuất sắc của em nên là hội đồng giám khảo sẽ tặng cho em cái phiếu và vòng trong để về dặn. Dạ. Về dặn mặt chồng nha. Dạ. Không, không, không có cái này. Không có chứ, không có cái này. À, mọi người ơi, trước khi em xuống cho phép em được nói một câu. Chồng ơi, dễ dàng nha, dằn mặt trước chồng nhắn tin.